đối với các mặt bệnh nhãn khoa ấy, thì có rất là nhiều triệu chứng, nó có thể là những cái dấu hiệu cảnh báo tình trạng nguy hiểm. Và cái thứ hai nữa là gì? Thứ hai nữa là bất kỳ những bệnh lý nào nếu mà chúng ta không điều trị kịp thời và để nó bệnh nó tiến triển về mặt biến chứng thì đều là những cái tình trạng nguy hiểm mà cần phải xử lý ngay, thậm chí có thể nguy hiểm tính mạng. Tuy nhiên thì theo bác sĩ thì những cái mặt bệnh hoặc là những cái triệu chứng lâm sàng mà gợi ý tình trạng mà chúng ta cần phải xử lý cấp, đấy là những triệu chứng nguy hiểm. Ví dụ như là cái triệu chứng đau dữ dội tinh hoàn này thì gợi ý chúng ta là tình trạng xoắn tinh hoàn, đặc biệt đối với trẻ em chẳng hạn. Thế thì nếu như trường hợp mà chúng ta xoắn tinh hoàn mà không được xử lý kịp thời thì có thể chúng ta sẽ mất hoàn toàn cái chức năng của tinh hoàn đấy. Chưa kể đến việc đấy là nếu trường hợp mà nặng nề hơn nữa thì có thể gây sốc và không chỉ ảnh hưởng đến chức năng tinh hoàn mà còn có thể ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân. Thứ hai nữa, đấy là một trong những bệnh lý không chỉ ảnh hưởng đến chức năng tinh hoàn mà còn có thể ảnh hưởng liên quan đến nguy cơ bị ung thư chẳng hạn, như là tình trạng bị ẩn tinh hoàn, ung thư tinh hoàn. Thế thì dấu hiệu để chúng ta có thể xác định được tình trạng ẩn tinh hoàn đấy là chúng ta không sờ thấy cái tinh hoàn một bên hoặc hai bên. Cái dấu hiệu thứ hai đấy là ảnh hưởng đến chức năng hay là cái tính toàn vẹn của dương vật. Đây là có hai cái bệnh lý, một là ung thư dương vật, khi mà chúng ta xuất hiện thấy những tổn thương sùi này, loét hoặc là chảy mù, chảy gây mùi khó chịu ở vùng quy đầu dương vật hoặc là cả vùng dương vật thì đấy cũng là một trong những dấu hiệu gợi ý tình trạng ung thư dương vật. Và cuối cùng đấy chính là tình trạng gãy dương vật. Gãy dương vật là một tình trạng cấp cứu mà bắt buộc, khi mà chúng ta xác định được gãy thì phải can thiệp phẫu thuật càng sớm càng tốt, bảo tồn tối đa cái cấu trúc giải phẫu của dương vật cũng như là về mặt chức năng. Tại vì nếu trường hợp mà chúng ta kể cả có can thiệp nhưng mà giai đoạn muộn chẳng hạn thì nó sẽ dẫn đến, thứ nhất là gì, nó sẽ ảnh hưởng đến cảm giác của vùng dương vật và dẫn đến rối loạn cương dương về sau. Vậy thì khi mà nam giới gặp phải những dấu hiệu như trên, hoặc là các bậc phụ huynh có con không may bị phải những dấu hiệu gợi ý những tình trạng nguy hiểm như trên thì hãy cần đi khám ngay để được bác sĩ chuẩn đoán và điều trị kịp thời các bạn nhé.